Và cái gói combo mưa đại bác kết hợp với mưa tên lửa sẽ khiến cho các thành viên đội tuyển Luxembourg cần phải cân nhắc về việc là mình có nên lên một cái giày bạc hay không. Tuy nhiên, nếu như bạn lên giày bạc để giảm bớt đi khả năng làm chậm đến từ những cú thả mưa từ các thành viên đội tuyển Africa, thì bạn sẽ bị dính những hiệu ứng khống chế rất dài tới từ Varus và thêm cả Leona của Lehens nữa. Nó cũng khá là trực diện đến từ Africa Fish, và để xem là họ sẽ có thể dứt điểm kèo đấu này với tỷ số 2-0 hay không, hay đây sẽ là một chiến thắng để Luxembourg cân bằng được hiệu số trong kèo đấu BO3 này với đối phương. Và các bạn đừng quên rằng các bạn đang theo dõi giải đấu LCK mùa hè năm 2021 trên kênh 6 của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về Boxsport. Đừng quên để lại một like cũng như một subscribe để ủng hộ cho giải đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và Kim đang làm nó một cách rất hoàn hảo. Một pha cắm mắt tiếp cận đến từ Croco, nhưng anh ta không tranh được con cua dưới và anh ta đang là người gặp nguy hiểm. Có thiên đình kiếm lao vào từ Lehen, effort mất rất nhiều máu. Có lưỡi xoáy đẩy văng được Leona ra, nhưng túc biến của bên kia tường tới từ Rumble. Và Croco còn một máu fly là người tới chết túc biến qua tường nhưng vẫn phải nằm xuống. Và sau những lợi thế vừa thu được thì Dread quyết định là tiến vào để cướp bùa lợi xanh của đối thủ. Còn trong khi đó thì Lee Sin vừa mới hoàn thành việc kiểm soát con rồng đầu tiên của trận đấu và vừa để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình trong việc kiểm soát con xa khả nứt đầu tiên của ván đấu. Hiện giờ thì Zenix của Prince cũng bắt đầu phải tiến xuống. Nhưng trong khi đó thì Dread gặp nguy hiểm. Anh ta mất đi tốc biến và trốn vào phía bên trong khu vực hàng xa khả nứt, nhưng không còn ai tiến ra để cover anh ta cả. Một pha nhường điểm vào cục rất đẹp mắt đến từ các thành viên đội tuyển Luxembourg, và nó thuộc về tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp của Zenix trong tay của Prince. Cái góc tốc biến đến từ Dread là một cái góc tốc biến mà anh ta tốc biến để chờ chết mà thôi. Và nếu như theo thông số của một vĩ nhân nào đấy tổng kết lại thì cứ mỗi con xe bị mất đi, bạn sẽ bị mất 0.06%, thì hiện giờ có lẽ là cũng mất tương đối nhiều phần trăm đến từ cả hai đội tuyển rồi. Từ đã đang có một tình huống mà Dread anh ta mất rất nhiều máu trước thêm giao tranh. Cú đá đến từ Croco không đủ sát thương, nhưng rõ ràng là Fate có sát chiêu hoàn hảo và anh ta sẽ dứt điểm được thành công đối phương. Thêm một điểm nữa, nó sẽ khiến cho các thành viên đội tuyển Africa cảm thấy áp lực. Đấy là những cái nguồn sát thương chính của họ, là những con bài như kiểu là Gangplank, Rumble hay là Varus sẽ là những mục tiêu rất yếu ớt khi cần phải đối đầu với nguồn sát thương lớn tới từ con Akali của Fate. Và hiện giờ thì Akali của Fate đang xanh chứ không phải là bình thường, có bảng áp đảo và có thể chọn vào cái điểm giảm ra nồi chiêu cuối. Nhưng tôi tin rằng là có huyền thoại hút máu, và đó cũng là một thứ vũ khí rất lợi hại để giúp cho Akali có quay đỉnh hơn trong giao tranh khi kết hợp cùng với nội tại từ cả chinh phục cũng như cái quyền trưởng ác thần. Sự giải cái nước thứ hai lại tiếp tục đang được kiểm soát bởi các thành viên đội tuyển Luxembourg, và đó sẽ là mục tiêu lớn thứ tư chỉ sau 16 phút thi đấu mà Luxembourg có được. Chạm ngưỡng khoảng 2 cho tới 3 món đồ thì cái sát thương đến từ xạ thủ chủ lực đến từ bên phía của Luxembourg nó sẽ cực kỳ là bùng nổ. Africa Fix sẽ là những người phải vội hơn, đội hình của họ cần phải tập trung lại sớm hơn, phải có những cái tình huống cầu máu trước giao tranh với mưa đại bác, với mưa tên lửa hay thậm chí là cả những pháp bắn tầm xa từ Leo. Dẫu sao thì vẫn còn đủ những nguồn tài nguyên ở đây để có thể phòng ngự đến bên phía của Africa. Nhưng con rồng thứ 3 của ván đấu ở phút thứ 18, đó là một con rồng lửa, và linh hồn rồng lửa cũng sẽ thuộc về các thành viên đội tuyển Luxembourg. Và đương nhiên, một đội hình có Zenix, có Akali, họ rất muốn có được linh hồn rồng lửa, và khi có được linh hồn rồng lửa, việc gây sát thương để có thể tối ưu hóa nguồn sát thương trước khi sử dụng sát chiêu hoàn hảo lần hai hay cái nội tại hưng phấn của Zenix được kích hoạt, thì đó sẽ khoảng thời gian bùng nổ dành cho các thành viên đội tuyển Luxembourg. Một điểm nhấn ở khu đường trên khi Kin lấy về trụ một dành cho Africa để gỡ gạc bớt đi sự ưu thiệt. Thậm chí Luxembourg họ đang muốn bắt fly trong tình huống này khi mà có vẻ như là Croco anh ta không quyết định là đầu tư. Nếu như muốn đầu tư thì anh ta có thể cắm mắt và có một cái tình huống bám sát đối phương với cú đá về, hoàn toàn có thể khiến cho Fly ít nhất là phải mất đi cho mình một phép bổ trợ. Nhưng đó là cái sức ép để họ lấy thêm về cho mình những lượng trụ. Đã là cái trụ thứ tư dành cho bên phía của Luxembourg. Trước khi anh ta có đồng hồ thì kể cả có là cái chất tướng xét với cuồng thú quyền chăng nữa, thì việc tràn vào giữa một đội hình có nhiều sát thương như những gì mà Luxembourg đang sở hữu vẫn là một yếu tố quá nguy hiểm đối với tính mạng của Fly. Và trả đũa ngược trở lại, một phản đồ đóng cực rất đẹp và có người đón, nhưng sát thương trả ngược trở lại cực kỳ lớn tới từ Leo. Mưa tên lửa không, chính xác là mưa đại bác vừa mới thả ra, và Kin đang thoát lùi tốc biến không qua tường. Tên lửa đạo xung cấp trúng vào Kin, và Summit vẫn đang muốn truy đuổi thì người tiến tới là Fate. Sát chiêu đảo lần hai còn mưa tên lửa tương đối đẹp để làm chậm bước chân của tuyến sau, nhưng găm được phi tiêu và double kill dành cho Akali. Anh ta chưa muốn dừng lại, tiếp tục muốn tràn trụ nhưng là hơi mạo hiểm và quyết định dừng lại sau khi có được 3 điểm ở cục của đối phương, và tiến ra vùng hàng Baron là điều hoàn toàn có thể làm dành cho Luxembourg sau khi họ có được linh hồn dòng lửa. Đây là điều mà con Lee Sin phải làm rất nhanh với tình huống đá ngược Leo về, và cái tốc độ phản xạ của Leo không cho phép anh ta có thể tốc biến tình huống nội lòng cước của đối phương vừa rồi. Luxembourg hủy diệt hoàn toàn Leo, mặc dù trước khi lên bảng điểm số thì Leo anh ta cũng đã kịp tung tất cả những gì mình có ra kết hợp với mưa đại bác đến từ vị trí của Kin.
nhưng Prince cũng như là Kroko anh ta không hề hấn gì cả bạn. Và liên tục là những pha di chuyển và kiểm soát tầm nhìn trong khu vực rừng ở giữa và dưới đến từ bên phía của Lee Sandbox để tạo ra khoảng trống cho Fade thoải mái được đẩy vào cái trụ thứ ba. Người xuống phòng ngự là Fly, đó không phải là áp lực dành cho Fade, kể cả có sử dụng cú tốc biến và hất ngược đối phương vào trụ. Với diện đấu trường thì bản thân của Fade vẫn có thể thoát lùi được mà thôi. Nhiều khi là Fade anh ta sẽ bỏ qua sát thương của trụ nếu như không có các thành viên bên phía của Afrin Graphics cover dành cho vị trí của Fly trong cái pha thi đấu vừa rồi. Nhưng Fly anh ta cũng hiểu được rằng đối phương rất nguy hiểm ở thời điểm hiện tại và bắt buộc phải có một pha di chuyển về để hồi phục. Sức ép ở đường cánh vẫn đang thuộc về các thành viên bên phía của Lee Sandbox. Như tôi đã đề cập ở phần đầu là nếu như Fade anh ta xanh sao thì gần như sẽ rất khó để cho Afrin Graphics có thể chia người ra để phòng ngự với những tình huống đẩy vào như vậy. Và lại là cú đá ngược đến từ vị trí của Kroko, và lần này là Kin anh ta bị đá ngược về và bị hủy diệt quá nhanh bởi sự sát thương đến từ bốn người bên phía của Lee Sandbox. Sử dụng luôn cho mình chiêu cuối sát chiêu hoàn hảo lần hai để có thể rút chạy để thành công đến từ vị trí của Fade. Lợi thế về người mạnh nhất đến từ Africa Fist đã phải lên bảng điểm số, thì đồng này đồng nghĩa với việc là khả năng phòng ngự của họ sẽ không còn nữa. Rất hợp lý. Thêm lần nữa thì Lee Sin của Kroko đã tạo ra một tiền đề quá tuyệt vời cho những người đồng đội của mình. Tôi hiểu rằng ván này bầu MVP thì Prince hay MVP là Lee Sin của Kroko mới là người có được số phiếu vote cao hơn và tràn vào lần tiếp theo đến từ bên phía của Lee Sandbox. Và lại hèn sau khi hết đi cái đồng hồ ngừng động phải lên bảng đếm số. Hai đường đã có lời người hơn rất nhiều rồi, máu từ Leo và Prince cũng chỉ còn một máu mà thôi. Anh ta cần phải né được mũi tên xuyên phá này. Nhưng mũi tên xuyên phá bắn vào Summit, giật bắn lần tiếp theo nó không trúng và Kim là người vừa tiến ra để phòng ngự. Nối tung không gây được sát thương, tràn thẳng vào đến từ Akali và Rayton có được hai điểm hạ gục và thậm chí là ba dành cho Lee Sandbox. Họ quét sạch đối phương trước khi tiến vào kết thúc ván đấu này. Một ván đấu bùng nổ đến từ cả Lee Sin, đến từ cả Zinix cũng như Akali, và rất khó cho tổ bình bầu để có thể đưa ra cái sự lựa chọn là ai mới là MVP.